lấy đây, ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng và các bạn đang được tham khảo và trải nghiệm chiếc máy quay là cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Pioneer S955 3 la mã, một trong những model sở hữu cấu hình khủng và lớn nhất hãng, đồng thời cũng là một trong những cặp loa đẹp nhất hãng chiếc máy quay. Với cấu hình có trọng lượng lên tới hàng trăm kg và được thiết kế một phong cách trưng bày tuyệt đẹp và được phủ bóng gương trên nền thùng gỗ lạng trên model Pioneer S955 3 la mã, và nó được trang bị bát súp 40, và đồng thời đây là một trong những tuyệt phẩm loa có giá trị siêu tầm, và nó có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc từ nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình, rất là nhiều những thể loại phổ thông nhất mà như tôi đang test trực tiếp từ trên TV xuống với tín hiệu không mất tiền. Và đặc biệt rằng phần phối ghép thì ở đây tôi đang ghép tạm thời với con đẩy Akai, chúng ta thấy rằng nó thể hiện chất âm của nó vẫn cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình chiếc máy quay, mời quý vị và anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm cặp loa Pioneer S955 3 la mã với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Mời anh em cùng quan sát. Với trọng lượng nặng 96 kg, trên cặp loa có chiều cao 75, chiều ngang 47 cm và sâu tới xít soát 40 phân. Và đồng thời chúng ta thấy được rằng nguyên phần thùng gỗ lạng và được phủ bóng piano, nó đẹp long lanh tới từng cm, có thể soi gương chiếc máy quay. Nguyên một cặp loa nặng tới gần một tạ, chúng ta thấy được rằng được vận chuyển từ Nhật Bản về tới vị trí chiếc máy quay cho anh em cùng tham khảo và trải nghiệm. Nó còn rất mới, từng góc cạnh của nó còn đang đẹp long lanh và bóng như soi gương. Đây là một model có giá trị lớn nhất hãng và cũng là những cặp loa có vẻ đẹp và vẻ sang trọng nhất hãng. Với thiết kế về phía mặt trước trên model Pioneer S955 3 la mã được trang bị 3 quả loa gấu nhất hãng. Trong đó chúng ta thấy được rằng một quả bát súp đường kính là 40 phân, sở hữu gân cao su và nguyên toàn thân là xương đúc. Đặc biệt rằng nó có cái lam châm từ 7 màu lớn tới trên 20 phân. Nguyên củ bát súp này không, chúng ta thấy rằng nó nặng tới 9 kg trên cặp S955. Phần bên trên là một quả trung đôm cầu bi. Anh em thấy được rằng nó có đường kính lên tới gần 20 phân và đặc biệt rằng cái nam châm từ của nó gần bằng mặt loa. Lưu ý với anh em rằng đây là quả trung đôm cầu bi, nó có một nửa nồi ra, đường kính tròn giống như là một nửa viên bi, bởi vậy người ta gọi rằng trung đôm cầu bi.
và nó có tới 5 cái cầu bảo vệ bằng hợp kim phía bên ngoài và đồng thời còn trang bị luôn cả một cái lưới bảo vệ phía ngoài cùng. Với quả trung đôm siêu khủng và cũng là lớn nhất trên thị trường mà chúng ta từng thấy trên những cặp loa mà được trang bị những quả trung đôm gấu. Và chúng ta có thể so đo, nếu để mà nói rằng trung đôm có lẽ rằng với Pioneer nó là nhất hãng, có nghĩa rằng nó cũng có thể so sánh với bất kỳ một hãng nào, kể cả những dòng loa của các khu vực châu Âu. Phía bên trái là một quả siêu check digital. Chúng ta lưu ý rằng trên quả trung đôm này, tôi lưu ý lại với anh em rằng nó có trọng lượng 4,5 cân một quả trung đôm. Cái lam châm từ gần bằng mặt loa với đường kính tới 19 cm. Nó còn lớn hơn rất là nhiều những cái cặp loa bát xúc 40 mà anh em hay thường chơi trên thị trường. Phía bên trái là một quả siêu check digital, dòng nổi tiếng nhất trong các dòng check và cũng là công suất lớn nhất. Nó sở hữu 4 thỏi nam châm và nó có chiều sâu tới 15 cm. Anh em bê nguyên một cái check này, nó lặng như là một cục thép, cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình của cặp Pioneer S955 sở hữu không những chỉ vẻ đẹp và vẻ sang trọng và độ gấu trên cặp loa này, anh em thấy được rằng phần mặt trước của nó còn trang bị hai cái volume điều chỉnh, một điều chỉnh cho giải check, một điều chỉnh cho giải trung âm về phía mặt trước. Rất là tiện dụng khi anh em nghe các dòng nhạc và có thể điều chỉnh ở một mức độ tuyệt đối nhất. Như vậy chúng ta đã thấy được cấu hình của một cặp loa đứng đầu của một hãng nổi tiếng đến từ Nhật Bản với model Pioneer S955. Hoàn toàn sang trọng, nó có thừa và với uy lực của cặp loa này chúng ta có thể để bất cứ căn phòng khách lớn nào, cho dù rằng 100m² hoặc 200m². Anh em chỉ cần để cho tôi cái volume của giải trầm khoảng tới hướng 10 giờ, có nghĩa rằng tương ứng với 1/3 của giải trầm, nó thể hiện tiếng bát của nó xuống đã rất là sâu và rất là mạnh mẽ cho những căn phòng lớn. Mặc dù loa lớn không phải lúc nào chúng ta cũng mở lớn, khi anh em mở nhỏ anh em sẽ trải nghiệm và cảm nhận thấy rõ được uy lực bát của cặp loa này. Đồng thời kết hợp với giải trung âm siêu khủng và quả siêu check digital, dòng nổi tiếng nhất trong các dòng check trên thị trường, và nó thể hiện cái tiếng check trong suốt cũng như là chính xác tuyệt đối, mang lại cho model Pioneer S955 chất âm cực kỳ là tuyệt vời và nó cũng là một trong những cái tuyệt phẩm loa được xếp hạng là đứng đầu của một hãng. Anh em thấy rằng hoàn toàn nó đẹp tới từng cm, xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo mà chúng ta đầu tư để sắm cho mình một cặp loa trưng bày cho phòng khách tuyệt đẹp cũng như cấu hình siêu khủng của cặp loa Pioneer S955. Phần đằng sau thì tôi đang ghép với một con đẩy Akai sở hữu 24 con đèn công suất thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và một con Ranker CS10. Anh em thấy rằng mới chỉ cần phối ghép như thế này thôi ạ, nó đã mang lại chất âm cực kỳ là tuyệt vời rồi. Và đương nhiên rằng khi mà chúng ta phối ghép những con âm ly thì chất âm của nó sẽ còn hay hơn nữa rất là nhiều. Cơ bản ở đây thì tôi đang phối ghép cho anh em chúng ta thấy rằng nó không kén chọn âm ly, và có nghĩa rằng phần chúng ta đầu tư âm ly không quá đắt đỏ và cũng không tốn kém như một số dòng loa khác, và sở hữu được chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đăng ký kênh của anh em trên toàn quốc, và cũng rất là mong anh em chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh cho mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tôi sẽ liên tục cập nhật và đăng tải những cái tuyệt phẩm loa được sưu tầm và tuyển chọn từ khắp các quốc gia trên thế giới và sẽ mang tới cho quý vị một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bây giờ mời toàn thể quý vị lại cùng thưởng thức tiếp một đoạn nhạc nữa mà tôi vẫn hay thường test trên Facebook để chúng ta lại thấy được sự thể hiện ngọt ngào và trầm ấm kết hợp với uy lực mạnh mẽ của model đứng đầu hãng Pioneer với model S955. Xin chân thành cảm ơn. Dòng sông chảy tràn.
đây mới biết.